Tú đang là cái tên khiến cộng đồng mạng chao đảo vì nghi án chen ngang vào mối quan hệ của Sơn Tùng MTP và Thiều Bảo Trâm. Theo đó, những group anti của Hải Tú cũng mọc lên như nấm sau một đêm. Về phần Thiều Bảo Trâm, thời gian gần đây thì cô liên tục cập nhật những dòng trạng thái buồn bã, thậm chí là còn bỏ theo dõi Instagram của Sơn Tùng MTP. Thực tế thì Hải Tú là nghệ sĩ ký hợp đồng độc quyền với công ty do Sơn Tùng làm chủ. Hồi tháng 12 năm 2020, Hải Tú còn được Sơn Tùng MTP ưu ái cho làm nữ chính trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại. Và trong MV này, Sơn Tùng Hải Tú có khá nhiều cảnh thân mật tình tứ. Nhân vật của Sơn Tùng thậm chí còn vì Hải Tú mà hy sinh mạng sống. Hải Tú tên đầy đủ là Lê Quang Hải Tú, sinh năm 1997, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô nàng sở hữu vẻ đẹp mong manh và chút lạnh lùng, quyến rũ và thần thái hơn người, là một trong những hot girl mẫu ảnh được đông đảo cư dân mạng yêu thích. Hải Tú bắt đầu gây chú ý từ năm 2012 trong một bộ ảnh tham gia cuộc thi về phong cách thời trang giới trẻ. Khi đó, cô nàng mới 15 tuổi nhưng đã sở hữu thân hình quyến rũ, gương mặt xinh xắn và thần thái khác biệt. Sau đó thì Hải Tú thường xuyên chụp lookbook, trở thành một trong những mẫu ảnh quen thuộc tại Sài Thành. Năm 2016, khi bản thân đã khá nổi tiếng, Hải Tú bất ngờ đi du học tại Toulouse của Pháp, chuyên ngành sinh học và sinh thái học. Thời gian rảnh cuối tuần thì cô nàng làm gia sư cho những gia đình người Việt tại Pháp, đôi lúc thì tham gia diễn xuất hay là làm người mẫu ảnh. Ước mơ của mình là trở thành một bác sĩ thú y, có điều kiện để nghiên cứu và bảo vệ động vật hoang dã, cô chia sẻ. Được biết lúc này, Hải Tú đã có bạn trai, cả hai cùng sinh sống và học tập tại Pháp trong suốt một thời gian dài. Đến cuối năm 2020, Hải Tú bất ngờ được giới thiệu với tư cách là nữ diễn viên độc quyền đầu tiên của MTP Thailand, do công ty do Sơn Tùng MTP sáng lập. Không lâu sau đó thì cô nàng xuất hiện với vai trò là nữ MV Chúng Ta Của Hiện Tại của Sơn Tùng MTP. Ngay từ khi công bố, vẻ đẹp mong manh và chút lạnh lùng của gà cưng nhà Sơn Tùng đã được đông đảo dân mạng quan tâm thích thú. Nhiều người cho rằng thì nữ diễn viên Hải Tú sẽ là một trong những nhân tố tiềm năng có thể phát triển tốt trong tương lai. Mặt khác, Hải Tú cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh nhan sắc thật ngoài đời khác xa trong ảnh. Những bức hình của nữ diễn viên Hải Tú được nhận xét là chỉnh sửa xinh đẹp hơn nhiều so với người thật ngoài đời, dấy lên nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Trong họp báo gần đây xuất hiện cùng với Sơn Tùng MTP và Kay Trần, Hải Tú vướng nhiều tranh cãi vì thái độ lạnh lùng, có phần thờ ơ với báo chí. Cô cũng không tỏ ra thân thiện và hiếm khi cười trong suốt quá trình dự sự kiện. Mới đây nhất ngày 20 tháng 1, Hải Tú bị đồn là người thứ ba xen vào tình cảm giữa chủ tịch Sơn Tùng MTP và Thiều Bảo Trâm. Dân mạng cũng tìm ra nhiều bằng chứng mặc đồ giống nhau, thân mật từ hậu trường đến ngoài đời của Hải Tú và Sơn Tùng. Chính vì thế, họ không ngừng công kích trang cá nhân của Hải Tú bằng những lời lẽ khá là khó nghe. Giữa những ồn ào tình cảm, từ khóa Hải Tú và Trà Xanh đang được tìm kiếm với tốc độ chóng mặt trên Google. Dù chưa rõ thực hư, trên mạng xã hội đã xuất hiện loạt trang anti Hải Tú với mục đích công kích nữ diễn viên. Hiện tại thì phía bên Sơn Tùng hay là Hải Tú thì đều im lặng, không lên tiếng về những lời đồn bổ về xung quanh. Vlog Giải Trí sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất của Vlog Giải Trí nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.